Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài học tiếng Đức theo lộ trình cho người mới bắt đầu. Đây là series hướng dẫn tự học tiếng Đức theo lộ trình từ A1 cho tới B1 cho người chưa biết gì về tiếng Đức. Các bạn có thể vào playlist lộ trình học từ đầu để xem đầy đủ các video của chuỗi series. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem series này thì hy vọng các bạn sẽ đọc qua lời khuyên và khuyến cáo của mình. Hoặc các bạn có thể xem video đầu tiên trong chuỗi series để xem hướng dẫn học của mình. Nếu thấy video này hữu ích thì hy vọng bạn sẽ like, comment để YouTube giới thiệu đến nhiều người hơn và để mình có động lực để làm những video tiếp theo. Ở bài trước chúng ta đã học về bảng chữ cái và bây giờ chúng ta cùng ôn lại một chút về bảng chữ cái nha. A B C D E F G H I J K L M N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, E, Ö, Ü, S, Z. Chúng ta dùng bảng chữ cái trong giao tiếp hàng ngày khi trường hợp mà chúng ta đi ghi danh hay là đi ghi tên mà cái người ghi tên đó họ không biết là cái tên mình ghi cụ thể là cái gì. Khi chúng ta nói tên mà họ không nghe rõ thì họ sẽ yêu cầu chúng ta đánh vần cái tên để họ ghi cho chính xác. Thì đây là một vài cái tên thông dụng của người nữ. Thì bây giờ chúng ta nghe xem nó sẽ nói như thế nào. Anna, Lena, Mia, Leonie, Lara, Hanna, Lily, Lea, Emily, Laura. Thì khi chúng ta nói tên ra xong và cái người nghe họ không nghe rõ và họ muốn chúng ta đánh vần lại cái tên đó thì người ta sẽ nói là Vi Buchstabiert man das? Vi Buchstabiert man das? Vi Buchstabiert man das? Vi nghĩa là như thế nào? Buchstabiert là đánh vần, man là người ta, das là cái đó. Người ta đánh vần cái đó như thế nào? Thì cái này chúng ta học thuộc lòng luôn, chúng ta cũng không cần phải nhớ chính xác nó là cái gì. Bây giờ mình chỉ đọc nó cụ thể hơn. Đây, âm này là âm V, V, mình đọc là V nha. I, E, I, E, đọc là I, V, I, V, V, V. Book, book, B này, B, U, C2 là K, book, book, S, T này, S, T, A, star, star, B, I, E, đọc là I, R, hơi cong lưỡi lên, T ra, biết, biết, book star biết, book star biết, M, A, N, man, man, D, A, S, das, vi book star biết man das, vi book star biết man das, viết như nào thì sẽ đọc như thế, nó sẽ chia theo từng cụm như vậy. Rồi bây giờ bạn hãy dừng video lại và tập đánh vần để nhớ lại các cái chữ cái mà chúng ta đã học. Rồi bây giờ đây là những cái tên của người nam thì chúng ta xem là nó sẽ đọc như thế nào. Leon, Felix, Louis, Tim, Jonas, Julian, Luca, Maximilian, Lucas, Finn. Rồi bây giờ để yêu cầu người ta đánh vần lại cái đó, đánh vần lại cái mà người ta mới nói, thì mình sẽ nói là Vi Buchstabiert man das? Vi Buchstabiert man das? Vi Buchstabiert man das? Ok, bây giờ bạn dừng video lại và tập đánh vần những cái tên này. Tiếp theo mình sẽ học về số. Thì đây là mình sẽ học từ 1 cho tới 12. Bây giờ chúng ta nghe từ 1 tới 12 sẽ nói như thế nào. Eins,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mình có một lưu ý nhỏ khi các bạn học số là các bạn đừng dịch. Có nghĩa là các bạn nghe ice, các bạn đừng dịch trong đầu là số 1. Mà các bạn nên hiện con số 1 ở trong đầu. Nghe ice hiện con số 1 ở trong đầu. Chứ không cần phải dịch. Số 1 là ice. Nhớ là phải có S. Spy. 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 Nhớ là phải có S đầu nha. Spy. Cry. Cry. D này. R này. Cry. Đây là fall. Fall thì là F nha. Fear. Fear. Phunf. Nhớ là có F đằng sau nha. Phải F nó ra nha. Phunf. Sex. Sex. Có S nha. Sex. Sieben. Sieben. Acht. Acht. Neun. Neun. Zehn. 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 Elf. 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 Nó không phải là enf. Không phải là enf. Để phát âm được cái âm L này á, thì mình để đầu lưỡi chạm hàm trên thì nó sẽ ra âm L, L, Elf, Elf. Rồi số 12. S, V này. S, V này. Ừ. L, F. Swift, 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 Swift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, bây giờ chúng ta cùng nghe xem thứ tự của các tên nó như thế nào. Khi các bạn nghe thì các bạn sẽ đánh số thứ tự của cái tên đó ở vị trí này. Bây giờ chúng ta cùng nghe nhé. Mädchen. Nummer 1, Hanna. Nummer 2, Leonie. Nummer 3, Lena. Nummer 4, Anna. Nummer 5, Lea. Nummer 6, Lara. Nummer 7, Mia. Nummer 8, Laura. Nummer 9, Lilly. Nummer 10, Emily. Chúng ta cùng nghe lại. Mädchen. Nummer 1, Hanna. Nummer 2, Leonie. Nummer 3, Lena. Nummer 4, Anna. Nummer 5, Lea. Nummer 6, Lara. Nummer 7, Mia. Nummer 8, Laura. Nummer 9, Lilly. Nummer 10, Emily. Bây giờ chúng ta so đáp án. Mädchen. Nummer 1, Hanna. Nummer 2, Leonie. Nummer 3, Lena. Nummer 4, Anna. Nummer 5, Lea. Nummer 6, Lara. Nummer 7, Mia. Nummer 8, Laura. Nummer 9, Lilly. Nummer 10, Emily. Tiếp theo các bạn nghe thứ tự tên của người nam. Jungen. Nummer 1, Leon. Nummer 2, Lukas. Nummer 3, Luca. Nummer 4, Finn. Nummer 5, Tim. Nummer 6, Felix. Nummer 7, Jonas. Nummer 8, Luis. Nummer 9, Maximilian. Nummer 10, Julian. Chúng ta cùng nghe lại nhé. Jungen. Nummer 1, Leon. Nummer 2, Lukas. Nummer 3, Luca. Nummer 4, Finn. Nummer 5, Tim. Nummer 6, Felix. Nummer 7,
Jonas. Nummer 8, Luis. Nummer 9, Maximilian. Nummer 10, Julian. Bây giờ thì các bạn so đáp án. Jungen. Nummer 1, Leon. Nummer 2, Lukas. Nummer 3, Luca. Nummer 4, Finn. Nummer 5, Tim. Nummer 6, Felix. Nummer 7, Jonas. Nummer 8, Luis. Nummer 9, Maximilian. Nummer 10, Julian. Tiếp theo chúng ta sẽ học từ số 13 cho tới số 20. Thì các bạn xem đây nha. Số 13 thì là Kreisen. Có nghĩa là số 3 và số 10. Vậy thì trong tiếng Đức nó sẽ đọc số đơn vị trước số hàng chục. 13 thì số đơn vị là 3 và số hàng chục là 10. Thì chúng ta sẽ đọc 3 trước, 10 sau. 3 là the cry, 10 là sen. Vậy thì 13 đọc là cry sen. Tương tự các bạn sẽ đoán số 14, 15 là đọc làm sao. Và bây giờ chúng ta cùng nghe và xem nó đọc như thế nào. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vậy thì số 14 sẽ đọc là 14, 15, 15, 19 là 19, 18 là 18. Một lưu ý ở đây là cái số 16. 16 là Zex có S. Nhưng bởi vì cái số 10 là Zen có S rồi, thì chúng ta sẽ bỏ một cái S của cái số 6 đi. Thì chỗ này không có S. Thì chúng ta cùng nghe lại nhé. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Rồi số 17. Thì số 7 là sieben. Nhưng mà chỗ này là không có bần, không có ần ở đây, chỉ là siebzehn. Tiếp theo là từ 20 cho tới 100, chia số hàng chục. Chúng ta cùng nghe. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100. Lưu ý ở đây là chúng ta thấy là chỉ cần ghép cái số và thêm sịch vô thì nó sẽ ra số hàng chục. Nhưng mà lưu ý ở đây số 2 là spy, nhưng mà 20 thì là spanzig. Cry sịch thì chỗ này nó là SS chứ không phải là Z nữa. Tương tự như zipsen thì ở đây là zipsig. Sex sịch thì ở đây cũng không có S. Giờ chúng ta cùng nghe lại. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tiếp theo là để đọc số có hai chữ số thì chúng ta sẽ đọc hàng đơn vị trước, sau đó là đọc cái số hàng chục, ví dụ như là 21. 21 thì là bằng 1 cộng với 20. Thì chúng ta sẽ đọc là I und. Und có nghĩa là và. Und 20 thì 1 và 20 thì là 21. Tương tự như 22. 22 là 2 và 20. 2 und 20. Các số khác nó cũng tương tự như thế. Bây giờ chúng ta cùng nghe nhé. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tiếp theo là chữ số từ 100 cho tới 1000. Thì 100 là 100. 200 sẽ là 200. Tiếp theo như thế ha. Thì chúng ta cùng coi.
Một triệu là ein Million. Một tỷ là ein Billion. Bài học của chúng ta tới đây là kết thúc. Hy vọng các bạn sẽ tiếp thu được bài học này. Và nếu thích video thì hy vọng các bạn sẽ đăng ký, like, comment để mình có động lực ra nhiều video hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.